Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của chúng tôi trên kênh Sức Khỏe Hạnh Phúc. Và tiếp theo trong video của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu và chia sẻ với quý vị những cái tác dụng tuyệt vời từ hạt dổi. Hạt dổi là cái loại gia vị độc đáo được ví như vàng đen của đồng bào dân tộc núi rừng Tây Bắc. Với mùi thơm đặc biệt, loại hạt này dùng làm gia vị hình thành nên nhiều món ăn đặc sắc tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai trong chúng ta cũng biết đến hạt dổi. Vì thế, bạn đừng bỏ qua những cái thông tin hữu ích mà chúng tôi chia sẻ ngay ở sau đây. Nói đến tác dụng của hạt dổi, kết hợp cùng với hạt mắc khén làm gia vị cho món ăn đã tạo nên cái nét đặc trưng riêng biệt cho nền ẩm thực Tây Bắc với mùi vị thật khó miêu tả. Bên cạnh chức năng làm gia vị, hạt dổi được xác định mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe người dùng khi mà có cái khả năng đảm bảo cái hoạt động cho tiêu hóa. Đồng thời, thực vật làm thuốc còn giúp hệ xương cốt khỏe mạnh. Về cách dùng hạt dổi thì đồng bào dân tộc miền núi Tây Bắc thường sử dụng hạt dổi rừng để làm gia vị chấm độc đáo, tẩm ướp trước khi mà chế biến các cái món ăn cổ truyền. Một trong những sự khác biệt của hạt dổi tạo nên sự thích thú chính là cách dùng. Không phải hạt thu hoạch về cứ thế là sử dụng, mà đòi hỏi sơ chế đúng cách rồi ứng dụng theo từng loại thực phẩm mới phát huy cái giá trị vốn có. Và cái cách sơ chế hạt dổi như sau. Trước đây, để mua được hạt dổi, có lẽ bạn phải lên tận Tây Bắc hoặc là gửi người mua trên đó. Giờ đây, bằng cái sự hấp dẫn tuyệt vời mà hạt dổi được bán ở khắp mọi nơi trên cả nước, mở ra cái cơ hội thưởng thức cho tất cả mọi người. Thông thường thì khi mua hàng, bạn sẽ nhận được hướng dẫn từ người bán là nướng lên cho nóng, dậy mùi, đem xay nhỏ. Thế nhưng nhiều người lại nghĩ đơn giản, thay vì nướng có thể là rang lên cũng được. Đây hoàn toàn là suy nghĩ sai lầm. Hạt dổi ngon nhất, nhất thiết phải được nướng. Và hướng dẫn chi tiết dưới đây sẽ giúp bạn biết cách nướng theo nhiều cái cách khác nhau thật đơn giản và hiệu quả. Thứ nhất là ta có thể là nướng trên bếp than củi. Những gia đình có bếp than củi, bạn dùng đầu đũa kẹp hạt dổi ở giữa nướng trên than hồng. Chỉ nên để hạt vàng tỏa mùi thơm dễ chịu là được, tránh để hạt đen cháy. Thứ hai là có thể là nướng bằng bếp ga, thiết bị dân dụng phổ biến ở khắp mọi nhà phục vụ việc nướng hạt dổi các bạn, tương tự như cách thực hiện ở bếp củi. Lưu ý là hãy để lửa thật nhỏ. Và thứ ba là nướng bằng lò vi sóng, tùy thuộc vào cách đặt của mỗi người, thời gian nướng của hạt dổi trong lò vi sóng khá nhanh, chỉ 1 đến 2 phút, đảm bảo không để hạt bị cháy là được. Sau khi đã nướng xong hạt dổi, bạn giã nhỏ hoặc là chúng ta có thể xay nhỏ và sử dụng. Hạt dổi đã được nướng chín rất nhanh bay mùi, giảm chất lượng. Vì thế bạn chỉ nên tiến hành sơ chế một lượng vừa đủ phục vụ mục đích. Với hạt dổi chưa nướng, bạn hãy cho vào chai lọ có nắp đậy kín, bảo quản nơi khô thoáng, dùng bao nhiêu nướng bấy nhiêu. Và thứ hai là cách dùng hạt dổi, dựa vào cái nhu cầu sử dụng trong từng cái trường hợp riêng biệt mà hạt dổi sẽ có nhiều cái cách dùng, đem lại sự độc đáo khác biệt mà không phải bất cứ loại thực phẩm nào cũng sánh được. Thứ nhất là làm gia vị chấm. Trước tiên chúng ta hãy cùng khám phá thứ gia vị mang cái linh hồn ẩm thực Tây Bắc có sự góp mặt của hạt dổi. Đó đơn giản là hạt dổi trộn cùng với muối hoặc là làm chẩm chéo để chấm các cái món ăn. Cách thức thực hiện hạt dổi trộn muối rất đơn giản. Bạn chỉ cần dùng chút nguyên liệu xay nhỏ trộn cùng với muối đã rang vàng, giã nhỏ, thay thế bột canh đều được, vắt thêm chút chanh. Đảo đều hỗn hợp là bạn đã có ngay những món chấm hấp dẫn vô cùng. Muối hạt dổi chấm thịt gà rồi vịt luộc, người ăn sẽ cảm nhận được cái vị ngọt từ thịt hòa quyện cùng cái vị hương thơm của hạt dổi và muối đậm đà. Nhắc đến cái đặc sản rừng Tây Bắc, chắc chắn bạn không thể bỏ qua chẩm chéo, một cái món chấm quen thuộc gắn liền với đời sống đồng bào dân tộc miền núi. Thành phần nguyên liệu gồm có hạt dổi, mắc khén, ớt, muối hột, các loại rau thơm, tất cả đem giã nhỏ trộn đều vào nhau cho đến khi sền sệt. Bát chẩm chéo thơm lừng dùng chấm mọi đồ luộc. Hơn hết, người ta còn ăn cùng các loại quả vị chua cho cái cảm giác cực kỳ mới lạ, đầy kích thích. Và cách dùng thứ hai là cho vào tiết canh. Có lẽ nhắc đến tiết canh, nhiều người thường e dè trước khi ăn bởi nhiều cái yếu tố tác động khác nhau như là động vật có nhiễm bệnh hay không, quy trình làm có tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm hay không, bụng dạ dày tiêu hóa có tốt hay không. Khi chắc về cái chế độ sạch sẽ nhưng bạn còn băn khoăn vấn đề về tiêu hóa thì hạt dổi chính là cái vị cứu tinh. Đem nướng hạt cây dổi trên than lửa tán nhỏ, rắc đều lên bát tiết canh. Ngoài việc giúp tiết đông giòn, mùi thơm gia tăng, hương vị thêm đậm đà, hạt dổi còn bảo vệ hệ tiêu hóa người dùng thật tốt.
bạn hoàn toàn thoải mái ăn Tết không lo bị gặp Tào Tháo. Và cách dùng thứ ba là ướp thịt rồi cá nướng. Trước khi thịt cá đem nướng, người ta thường giã hạt dối để tẩm ướp chừng 20 phút cùng các cái gia vị khác. Thịt cá nướng đặc biệt nướng trên bếp than củi hồng dậy mùi khiến bất cứ ai cũng không thể cường nổi. Và thứ bốn là làm thịt gác bếp. Để có được những cái miếng thịt gác bếp ngon đúng điệu chuẩn đặc trưng của Tây Bắc thì mọi công đoạn chế biến cần được tiến hành một cách cầu kỳ. Quan trọng nhất phải kể đến là khâu tẩm ướp gia vị. Từ phần thịt ngon của con trâu, con bò chăn thả tự nhiên trên cánh đồng cỏ bạt ngàn miền núi, người ta sẽ lấy cái phần bắp đùi ngon nhất, lọc hết gân, mỡ, bổ miếng dài theo thớ chừng 15 cm, độ dày 2-3 cm, tẩm ướp muối, gừng, tỏi băm nhỏ, ớt bột xay mịn, mắc khén và không thể thiếu vắng là hạt dổi. Trộn thịt đều với gia vị để khoảng 2-3 tiếng cho ngấm. Tiếp theo, người ta dùng que chiên chiên thịt rồi treo trên gác bếp. Củi thịt sẽ chín một cách từ từ đều nhờ khói lửa than và độ nóng của gia vị tẩm ướp. Nếu để thịt quá sát với than dễ làm thịt cháy bên ngoài mà trong không chín. Và cách dùng thứ năm là ngâm rượu chữa bệnh xương khớp. Tuyệt vời hơn cả, hạt dổi còn được ghi nhận tác dụng trong cái việc mà hỗ trợ trị bệnh xương khớp như là gai cột sống, thoái hóa khớp, viêm khớp, thoát vị địa đệm. Để phát huy được cái lợi ích này, người ta sẽ ngâm hạt dổi cùng với rượu rồi thường xuyên xoa bóp để cải thiện cái tình hình. Và cách dùng thứ sáu là làm mồi câu cá. Chưa hết, thứ vàng đen của người Tây Bắc với mùi thơm quyến rũ còn có thể là dùng làm mồi câu, khiến các loài cá phải đắm đuối đi theo. Để thực hiện, bạn hãy tham khảo cái cách làm sau đây. Cách thứ nhất là bạn cần có 4-5 hạt dổi, một bát cơm nguội, một quả chuối, 1/4 gói mồi câu cá chép, một vốc cám chim, mồi nền đã ủ chừng 1 tháng. Hạt dổi bạn nướng trên than hoa, khi dậy mùi thơm, giã nhỏ trộn đều với nguyên liệu còn lại. Trường hợp thấy mồi câu nhỏ, bạn cho thêm chút cám gạo, cám khô đều được, trộn cho đủ độ kết dính. Bảo quản mồi ở nhiệt độ thường, ủ rồi dùng sau 1-2 ngày. Bảo quản tốt trong tủ lạnh, kéo dài thời gian lên đến 1 tuần. Cách 2 thì bạn chuẩn bị 5 hạt dổi, 1,5 kg ốc vặn, rửa sạch để rao nước, nửa bát gạo tẻ xay mịn, một bát lạc rang, một nắm đổ tương rang hơi cháy, xay nhuyễn. Trước tiên bạn đập ốc khoảng 2 giờ lúc ủ kín, cho nửa bát gạo xay mịn vào đào kỹ. Tiếp đến là hạt dổi nướng chín, nghiền mịn cùng lạc vào. Muốn tăng thêm nhiều thính, bạn trộn thêm cám gạo trắng là hoàn thành mồi câu quyến rũ cá kéo về. Và thứ bảy là cái cách ngâm rượu hạt dổi. Hạt dổi được dùng ở cái dạng tươi, phơi khô rồi cho vào bình thủy tinh sạch đổ rượu, tỷ lệ ngâm là 1 kg dổi với 3 lít rượu trắng. Khoảng 3 tháng là có thể dùng được, để cái thời gian càng lâu thì sẽ càng tốt. Rượu dổi có cái khả năng là giảm sưng đau, tổn thương tại cái vùng khớp bị viêm, thoái hóa gai cột sống, hỗ trợ điều trị thoát vị địa đệm, kết hợp cái phương pháp châm cứu bấm huyệt, vật lý trị liệu rút ngắn cái thời gian cải thiện thể trạng. Bởi sự độc đáo trong ứng dụng, giá thành đắt đỏ nên cái tình trạng hạt dổi làm giả rất nhiều. Vì vậy mà khi chọn mua, bạn hãy thận trọng gửi gắm ở cái cơ sở kinh doanh uy tín, hoặc là khi có dịp lên vùng cao nhờ người dân bán địa mua giúp, sẽ đạt được cái chất lượng tốt nhất. Đặc biệt là hạt dổi vào cái dịp Tết rất là khan hiếm nên có cái nhu cầu, bạn nên mua sớm tích trữ để dùng dần. Vâng, quý vị thân mến, như vậy là trên đây là một số các cái thông tin về hạt dổi, loại gia vị độc đáo mà được ví như là vàng đen của đồng bào dân tộc núi rừng Tây Bắc với cái mùi thơm đặc biệt. Và mong rằng với những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở trên sẽ giúp ích cho quý vị được rất nhiều trong cái việc mà sử dụng hạt dổi trong thực phẩm và trong chữa bệnh hàng ngày. Video này chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Và nếu như có bất kỳ băn khoăn thắc mắc thì các bạn hãy để lại những lời bình luận bên dưới của video và chúng tôi sẽ phản hồi lại với quý vị trong thời gian sớm nhất. Và nếu như các bạn là những người mà lần đầu tiên mới biết đến kênh Sức Khỏe Hạnh Phúc, hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh, thì các bạn hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin được chúc quý vị có một sức khỏe dồi dào và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi.